Lily nhìn xem này, ốc nè, trái cây nè, nó cũng màu như nhau mà, có gì đâu đúng không? Biết đâu con sợ con ốc. Này, thử hai con thử ăn ốc đi nha. Một chút thôi, thử một xíu bên này này, thấy lên như này, ngon á, ngon mà, ui sao thế, đây này, đây này.